Rồi, chào chào cô. Chào cháu. Vâng. Vừa rồi thì cũng rất là nhiều bạn là quan tâm đến cái bệnh gọi là tiểu dưỡng chốc, là cái bệnh của cô ấy. Thì của cô thì hôm nay được ra viện. Thế thì cháu cũng muốn cô chia sẻ một vài điều cho các bạn. Đấy thì cô là cái biểu hiện ở nhà của cô như thế nào cô? Cái biểu hiện của cô ở nhà là cô có bị đấy, đi đáy đục như nước vo gạo ấy. Ừ. Thế có những lúc thì nó kiểu như là nó váng váng lên, nó nhiều váng là kiểu mỡ, nhiều vàng mỡ. Có cái thời kỳ cô bị nặng ấy là nó có khi nó có ra những cục như cục mỡ, nó bị như thế. Thế nhưng mà trước đây cô bị, thực ra thì cô bị cái bệnh này rất lâu rồi, phải hơn 40 năm nay ấy. Dạ. Từ khi chưa đẻ cái cậu con trai mà bạn Đức Anh đấy. Vâng. Vâng. Thế xong mà. Nhưng mà bị, trước nó bị nhẹ, xong dần dần nó bị đấy, nặng. Trước nó bị nhẹ thì chỉ có khi vài hôm nó khỏi. Thế cô đi khám bệnh thì mọi người cũng xác định, bệnh viện cũng xác định cô là cô bị đáy dưỡng chấp. Vâng. Thế và nguyên nhân thì cũng nói cho cô, hồi đấy cũng nói cho cô là cũng có, hồi đấy nói là hai nguyên nhân, là một là đáy dưỡng bị run chỉ. Vâng. Hay là bị giò cái lỗ giò bể thận đấy. Vâng. Thế nhưng mà cô cũng đi xét nghiệm run chỉ nhiều lần rồi. Vâng. Bởi vì từ cái hồi cô còn là sinh viên thì mẹ bạn cô cũng đi học, cũng dạy ở trường y đấy. Dạ, vâng. Thế cũng cho cô ra trường y, đưa cô ra trường y xét nghiệm nhá. Xong lại đưa cô đến bệnh viện Bạch Mai, xét nghiệm Bạch Mai. Thế sau đấy thì cái tự nhiên cô chả hiểu là nó khỏi vì lý do gì. Vâng. Tức là về nhà nó uống linh tinh, ai mách chị uống. Uống nhiều lắm. Vâng. Cô uống phải nói là vô tội vạ các loại bể thuốc, các loại lá cây. Vâng. Thế xong rồi kháng sinh cô cũng uống. Vâng. Thế nhưng mà nó cứ khỏi được một thời gian đấy, xong nó lại xuất hiện. Vâng. Nhưng mà cũng chả biết là nguyên nhân là mình khỏi vì lý do làm sao. Đợt này thì nó bị nhiều hơn, nó đái nó đục nhiều hơn. Đợt này thì cô bị lâu. Vâng. Cô bị từ cuối tháng 3 là cô đã bắt đầu bị rồi. Thế nhưng mà trước đây ấy, thì cứ bị thì cô biết cũng biết cái bệnh mình rồi, là cứ ăn uống nhiều là nó lại bị nặng. Đúng rồi, ăn nhiều thế mỡ sữa. Cô mới cứ bị, hôm nào bị là cô ăn uống thay đổi chế độ ăn. Chế độ ăn thay đổi, cái cứ ăn như ăn chay ấy, chỉ rau luộc mới lại cơm hâm thôi, nước mắm thôi. Vâng. Thì khỏi ngay lập tức. Thế đợt này bị lâu thì cô thấy người nó mệt không? Đợt này bị lâu thì tất nhiên là mệt chứ. Mệt nhiều. Mệt. Mất trước lần trước là cô chỉ vài hôm thì cô lại ấy, thì cô ăn uống lại bình thường nhưng không sao. Thế nhưng mà đợt này cô bị còn từ cuối tháng 3 cho đến lúc cô đi viện là phải cuối tháng 7 rồi. Bị nhiều, cô bị xúc 4 cân. Cân. Cân là cô bị xúc 4 cân. Vâng. Nhưng người cô thì đầu tiên thì cô cứ thấy người mệt mệt, nhưng cô bảo ôi sao cái thời tiết này ai chẳng mệt. Ai mệt. Vâng. Với lại kiểu như là mình bị Covid, chắc là bị Covid, cái dư chấn của Covid nó mệt. Vâng. Cô cũng chả đi khám, rồi công việc các thứ này nó cũng cứ lu bu. Thực ra thì anh chỉ nhàn thôi, chả làm gì cả, nhưng mà cứ lời chính. Thế đợt này mổ xong thì cô thấy thế nào? Mổ xong ngày hôm sau cô thấy đi tiểu nó có cải thiện hơn chưa? Từ hôm mổ xong thì cô thấy là cô đi tiểu thì không bị cái hiện tượng như thế nữa. Vâng. Nhưng có điều là cô bác sĩ thì cũng bảo cô là ăn uống bình thường đi, nhưng mà cô thực sự mà nói là cô chưa dám ăn uống bình thường. Bởi vì cô sợ là mình vẫn đang yếu. Thế và cái thứ hai là cô có một cái hiện tượng mà không biết là dần dần nó sẽ, chắc nó thay đổi thôi, nhưng mà ăn ấy là không ăn được nhiều. Vâng. Cô ăn cháo, thường đấy có toàn cháo dinh dưỡng đấy chứ. Vâng. Thế cô chỉ ăn được một tí cháo thôi thì là cái bụng nó êm. Vâng. Thế nhưng nếu ăn nhiều thì cái bụng nó khó chịu. Đúng rồi. Khó tiêu, chậm tiêu. Thế là cô cũng chưa dám ăn uống gì. Thế nhưng mà kiểu như nước tiểu đầu tiên thì mấy hôm mới mổ thì nó có máu nước thôi, nó đỏ thôi. Nó hồng hồng. Thế xong là sau đấy thì nó cứ đại khái là sậm màu kiểu như cái màu cánh gián, màu vàng vàng đấy. Bởi vì của cô là chúng cháu đặt thêm một cái sông di để bảo vệ cái hiệu quả. Đấy, đến bây giờ cô thấy nước tiểu thế nào rồi? Bây giờ thì sáng nay, hôm qua, hôm nay là cô thấy trong rồi. Trong hẳn rồi. Nói chung là Nó còn đục, còn cặn, còn váng sữa thì nó có. Không có cặn này, không có váng gì cả, mà không có đục gì cả. Vâng. Nó chỉ có hơi vàng là do các cô cảm giác là như mình là còn uống ít nước ấy. Đấy, chứ còn không mấy gì cả. Nói chung là về cơ bản là ổn. Vâng. Thế cũng hy vọng là cái lần này về là nó sẽ Của tốt. Cô thì đợt này chúng ta chụp kiểm tra rất là kỹ,
nó cái hệ thống bạch mạch quanh bể thận cả hai bên nó giãn rất là nhiều, nhờ cái bên bên phải của cô ấy nó thông vào bể thận nên nó dẫn đến là cái đái dẫn chấp ở bên phải đấy. Thì chúng ta đã mổ xử lý phải nói nó cũng triệt để rồi. Dạ. Tuy nhiên là bây giờ trong người mình vẫn còn cái sông Hizi vì chúng cháu đặt để bảo vệ cái niệu quản đấy, xong một tháng và chúng cháu rút cái sông đấy và mình vẫn phải theo dõi định kỳ. Còn cái chế độ ăn uống thì bây giờ cô ăn ăn uống bình thường đi, ăn tăng dần bình thường lên, không phải kiêng như trước nữa đấy, ăn để cho nó lại sức, bởi vì là mình đã xử lý hết cái giò bạch mạch đấy rồi thì yên tâm thôi nhá. Và thì cái bệnh này thì cũng bây giờ cũng nhiều người bị và họ không biết là phải điều trị như thế nào. Không biết đấy, ở làng cô cũng có một cái bác cũng bị cái bệnh như cô này cũng lâu năm lắm rồi. Dạ. Thế xong hôm trước cách đây cũng ở nhà đấy, thì trước khi cô đi này thì cũng nói chuyện, bác bảo là bà chị đi bệnh viện nhiều rồi, người ta bảo là chung thân với nó suốt đời đấy em ạ. Em bảo là chắc chung thân thì chả chung thân đâu, nhưng mà có điều mình chưa biết chỗ chưa biết cách chữa thôi. Đúng rồi. Thế là cái bệnh này thì thực tế thì nếu như mà bị nhẹ bị thoáng qua ấy, thì nó không ảnh hưởng đến đến sức khỏe nhiều, nhưng mà đúng, bị kéo dài thì nó mất hết những cái dưỡng chất của người, ảnh hưởng sức khỏe mấy đâu. Đấy. vẫn cứ béo quay. Cô vừa rồi cô còn đợt cô chưa bị, cô còn béo 49 cân, cô bảo đang béo quá phải làm nào giảm cân này. Thế xong đến ít hôm bị ốm cái thế là sốt luôn 4 cân 4 tháng, mà kiểu sốt nhiều quá mà mình không phải là chế độ ăn kiêng thì chắc là có vấn đề. Thế là mới bảo đi khám, thì cô đi khám thì thật ra là cô đi khám đấy, xong là thì con cô mới hỏi thăm Đức Anh, nói chuyện với Đức Anh. Thế Đức Anh bảo là ở ngoài này, ở khoa phẫu thuật tiết niệu này thì mổ được cái bệnh này đấy. Vâng, ở đây chồng cháu can thiệp cái này cũng nhiều. Thế bảo thế cứ đưa mẹ vào đây đi. Thế là cô ra đây, hôm nay cô ra cô khám thì bảo hiểm cô 198 ấy chứ. Vâng. Thế nhưng mà xong cô ra đây cô khám ở phòng yêu cầu đấy. Rồi. Nhà các anh ấy đưa vào đây thì xong là chữa. Thế thì cũng hy vọng là cái đợt này là nó rồi, chúng cháu sẽ theo dõi cho cô. Cả cô cả chú mổ đây thấy có hài lòng không? Qua cho con hài lòng không? Chú thế nào chú chả còn gặp lại các cháu nữa, bởi vì chú này nhà cô nhiều lắm, sỏi mật này, rồi tiền liệt tuyến chú bị đấy, này còn cái tiền liệt tuyến thế. Vâng. Nhưng mà chú này chú lười kiêng lắm. Hồi mổ thôi bên nhẹ nhàng về sớm. Cô mổ ở đây có thấy các bạn chăm sóc các thứ tốt không? Nói chung là các bạn chăm sóc nhiệt tình ạ. Vâng. Đội ngũ y tá rồi hội lý các thứ điều dưỡng thứ chăm sóc cô thấy nhiệt tình. Vâng. Rồi, cảm ơn cô nhá. Cô sức khỏe nhá. Cháu đi mổ tiếp bây giờ nhá.